Dạ rồi, nhà vườn bonsai Kim Sơn thân chào cả nhà luôn nha. Thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi bằng lăng khủng. Bằng lăng tím lá nhỏ khủng nha. Cây sống khỏe luôn, lũ quách âm thân móc đầu luôn rồi nha. Cây này có mã số là 27, tổng hoành gốc là 190, cây cao là 90. Bầu ươm hiện tại là 95 nhân cho 60 nha. 95 nhân cho 60. Bằng lăng tím lá nhỏ khủng nha. Cây khủng luôn, móc đầu luôn. Lũ nè. Lũ thép quách luôn nha, móc đầu luôn. Cây sống khỏe nha, mình yên tâm. Rồi, cây này nhà vườn xin giao lưu là 6 triệu bao vận chuyển nha. 6 triệu bao vận chuyển. Cái này thì mình coi bầu ươm nó 95 thì mình lên cỡ 1m2, 1m3 cũng được. Tư luôn cho nó rộng, dùng mà tùy theo thôi. 6 triệu bao vận chuyển. Nhà mình xem tham khảo nha, được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Mã số 27, cây liền cốt luôn nha. Sáu triệu bao vận chuyển. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.